Thưa các bạn, đồng tâm vẫn là cái tên được các đối tượng xấu tận dụng để phá hoại nhà nước ta với những mâu thuẫn nội tại chưa được làm rõ. Một điểm mà các đối tượng có thể lừa bịp người dân thiếu hiểu biết pháp luật là tính pháp lý của việc bắt giữ và triệu tập một số đối tượng ở đồng tâm. Liên quan đến việc này, luật sư Nguyễn Anh Vân đã cố tình hiểu sai vấn đề và cho rằng việc áp dụng các hoạt động tố tụng hình sự tại đồng tâm là sai trái, không phù hợp. Cụ thể, luật sư này cho rằng việc bắt giữ và tạm giữ ông Kình là trái pháp luật vì ông Kình không thực hiện hành vi phạm tội nào và đây là hệ lụy dẫn đến sự bế tắc trong vấn đề giải quyết vụ việc đồng tâm. Tại thời điểm bắt giữ đối tượng Lê Đình Kình, có hai quyết định khởi tố vụ án được ký. Luật sư Nguyễn Anh Vân mới chỉ đề cập đến quyết định khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng của cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội, mà luật sư này cố tình lờ đi quyết định khởi tố vụ án thứ hai của Cục Điều tra Hình sự Bộ Quốc phòng về hành vi chống người thi hành công vụ và vi phạm các quy định về sử dụng đất đai. Lê Đình Kình là kẻ chủ mưu trong vụ án mà Bộ Quốc phòng khởi tố do vật mà kẻ đứng ra kích động gây rối. Do vậy mà kẻ đứng ra kích động gây rối cũng như không ai khác chính là Lê Đình Kình. Vì vậy, chẳng có lý do gì mà khẳng định như đinh đóng cột là Lê Đình Kình không thực hiện hành vi sai trái, trừ khi luật sư ăn tiền hoặc đánh bóng tên tuổi. Tiếp theo là quan điểm không được tạm giữ hay tạm giam đối với Lê Đình Kình vì đã 82 tuổi, được cho là người già yếu. Tuy nhiên, pháp luật tố tụng hình sự cũng quy định rất rõ về vấn đề này tại khoản 2 điều 88 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự năm 2003 như sau. Đối với bị can, bị cáo là phụ nữ có thai hoặc đang nuôi con dưới 16 tháng tuổi, là người già yếu, người bị bệnh nặng mà nơi cư trú rõ ràng thì không tạm giam mà áp dụng biện pháp ngăn chặn khác, trừ những trường hợp sau đây. A. Bị can, bị cáo bỏ trốn và bị bắt theo lệnh truy nã. B. Bị can, bị cáo được áp dụng biện pháp ngăn chặn khác nhưng tiếp tục phạm tội hoặc cố ý gây cản trở nghiêm trọng đến việc điều tra, truy tố xét xử. C. Bị can, bị cáo phạm tội xâm phạm an ninh quốc gia và có đủ căn cứ cho rằng nếu không tạm giam đối với họ thì sẽ gây nguy hại đến an ninh quốc gia. Việc tạm giữ tạm giam người già vẫn được pháp luật cho phép nếu rơi vào một trong ba trường hợp trên. Trường hợp của đối tượng Lê Đình Kình là nhằm ngăn chặn việc cản trở quá trình điều tra, truy tố xét xử. Ngoài ra, cái ngu của vị luật sư này là còn thể hiện ở chỗ mọi thông tin đều lấy từ mạng xã hội. Đây là một kho hỗn độn chứa vô vàn các thông tin thật giả khác nhau. Một người học luật, một người làm luật thì không thể nào dựa vào thông tin chưa được kiểm chứng để kết luận một vấn đề. Hành động này nó còn không phù hợp với đạo đức của nghề luật sư. Việc bắt tạm giữ Lê Đình Kình là hoàn toàn phù hợp với quy định của pháp luật và đã được kiểm chứng tại lại vấn đề này. Các đối tượng đừng mong dựa vào đây để phá hoại. Chốt lại một câu, luật sư mà đánh bóng tên tuổi qua việc lừa bịp người dân thiếu hiểu biết thì đáng bị khinh bỉ.